Xin chào các bạn, trước mặt mình đây là một hộp đến từ Intel. Intel mới gửi quà sang cho mình. Thật ra chả biết là quà hay là gì cả. Với lại một vài phụ kiện nữa. Thế nhưng mà mình thấy đây là hộp to nhất nên mình sẽ quyết định rạch siêu ra. Ngoài đây thì mình nhìn thấy là một phiên bản Intel NUC 9 Extreme Kit. Dịch nôm na ra một phiên bản Intel NUC sử dụng CPU thế hệ thứ 9. Bây giờ sao CPU thế hệ thứ 10 rồi à? Nhưng mà kệ đi, thì bây giờ mình sẽ rạch ra để xem bên trong sẽ có những gì nhá. Rồi, mình đã rạch ra rồi thì ở ngay đây sẽ có dòng chữ đây là một sản phẩm hàng thử, sample, không dùng để bán. Thì ở đây dòng chữ Intel NUC và đúng rồi, sử dụng CPU thế hệ thứ 9 của Intel. Đấy là còn nguyên, gọi là nguyên kiện hàng Intel gửi sang cho mình, thì mình đã mở ra các bạn. Thì đây là sản phẩm đã bị chắc là hãng người ta mở rồi. Thì ở đây sẽ có một số những cái thông số mình sẽ đọc cho anh em luôn. Nó sử dụng CPU Intel Core i7-9750H này, có khe PCIe X16, sử dụng là hai cổng cấp nguồn, một cổng 8 pin và một cổng 6+2, và tối đa là 225W, tức là nó sẽ hỗ trợ các mẫu card đồ họa 225W. À, thế là sản phẩm này cắm được card đồ họa à? Hợp lý vết nhờ. Tiếp theo nữa là gì đây? Hai khe PCIe X4 này, hai cổng Thunderbolt 3, một cổng HDMI 2.0, 6 cổng USB 3.1, cạc mạng Wi-Fi Bluetooth 5.0, hai cổng mạng Intel Gigabit, khe thẻ SD và cục nguồn hỗ trợ 500W. RAM thì sẽ hỗ trợ dual channel bus 2666, tối đa là 32GB và bus 2400. Tức là một số các sản phẩm Intel NUC này mình thấy trên vỏ hộp đây, nếu các bạn chạy 32GB thì nó sẽ support là bus 2666, còn nếu như bạn nào mà chạy thành 64GB thì nó sẽ giảm bus xuống còn 2400. Cái này một cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Một vài khác nữa là 3 năm bảo hành. Rồi, hết rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra để xem bên trong sẽ có những gì nhá. Về cách đóng hộp thì đúng là sản phẩm xịn lắm các. Ui, nó nặng quá anh tưởng luôn đấy. Đây đồ rồi. Đây. Để mình xem phần phụ kiện đi theo máy sẽ có những gì. Chúng ta sẽ có một tập sách chúng ta sử dụng thôi, chắc mình sẽ không đọc đâu. Một đây là cái gì đây? Trời, nó là dây nguồn. Và hết rồi, nó chỉ có vậy thôi. Tức là về cơ bản thì đây là một sản phẩm mọi thứ tích hợp xong rồi, các bạn chỉ cần cắm một cổng nguồn ở đằng sau. Hết rồi, thôi bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào sản phẩm chính. Thì vừa nãy như cái phần mở hộp ấy thì mình nghĩ là nó sẽ mang theo một cục nguồn nó siêu to khổng lồ, nhưng thực tế ra các bạn có thể nhìn thấy đây, nó cắm trực tiếp vào cái nguồn đây, tức là nguồn tích hợp ở đây rồi. Và cái thứ hai nữa, những cái sản phẩm Intel NUC 9 này các bạn đã xem được ở trên Google hay là trên mạng rất nhiều rồi, thì ở đây này, các bạn nhìn thấy nó còn chống hai khe nữa, thì cái đây sẽ là nơi để mình nâng cấp card đồ họa. Card đồ họa thì bên Intel cũng đã gửi lên cho mình, đầu tiên mình còn tưởng họ gửi nhầm cơ, nhưng hóa ra để cắm vào đây. Thì còn đây nữa, đây cũng là một sản phẩm để các bạn nó giống như kiểu module đấy, để các bạn có thể cắm vào thôi. Thì mình nghĩ cái lý do lớn nhất để sử dụng Intel thế hệ 9 thay vì sử dụng Intel thế hệ thứ 10, có lẽ vấn đề nhiệt năng do Intel thế hệ thứ 10 nó tỏa ra khá lớn. Vậy vấn đề thứ hai nữa là Intel thế hệ thứ 9 ấy, hiệu năng nó vẫn rất tốt. Thì mình sẽ hẹn các bạn ở trong một video khác để vấn đề trải nghiệm hiệu năng mình sẽ đánh giá một cách chi tiết hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua một số cái phần thiết kế thôi. Thì ở trên cùng nó sẽ có các cái khe thoát nhiệt, và ở đây nữa, ở đây này các bạn nhìn thấy nó họa tiết nó gần giống như kiểu tổ ong. Ở đây là logo kiểu là đầu lâu đấy, một dòng đặc trưng của dòng NUC gaming thôi. Đằng sau, thiết kế đằng sau, đằng trước thì nó vẫn vậy, và đơn giản hết rồi. Đằng trước thì chúng ta sẽ có một vài cổng kết nối, và ở đây các bạn có thể nhìn thấy được dòng chữ là sample, hàng đây là hàng sample và không bán ra thị trường. Thì mình sẽ gửi đến video các bạn đánh giá chi tiết về sản phẩm này, về hiệu năng của con CPU sẽ như thế nào, và khi mình cắm card đồ họa vào thì sản phẩm hiệu năng của card đồ họa nó có bị giảm đi hay không. Thì hẹn các bạn ở trong video tiếp theo nhé. Chào các bạn.